lận. 70-80kg hả? Nhiều trứng không? Nằm dưới bụng nó biết mấy trứng nói. Mà không đéo lợi gần ha. Em bóp, bóp. Phải đi liền, không để lâu. Đổ tiếng hồ là xương đi gần mà mình mặc quần dài mà nó cắn vô cái quần mình có chỗ luôn không? Thấy nó sót đó chú lại chú có lỡ đạp nó không? Có đạp trúng không? Còn cái này? Dạ. Không, tại vì cũng ông bà chỉ mà giặt ra mình gặp nằm một đống. Mới vừa giặt ra là gặp nằm một đống rồi. Nhưng mà tụi mình có mấy lần rồi đó nghe. Dạ. Vòng 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 sau sót mình ra nó mà rút cuộc sót mình ra nó. Nó ngộ quá ta. Giống như cái điềm ha. Cũng im ru ha, không làm mình chứ. Rút cuộc lại tụi nói bụi này xong mà sót. Trời tụi lại tụi coi gặp nằm đống rồi tới. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong video ngày hôm nay. Và ở những video trước, chúng ta đã cùng cập nhật lũ quét vùng bảy núi đợt 2 và núi cấm sạt lở đá lăn ở tuyến đường chính dẫn lên trên chỗ tượng Phật Di Lặc, làm phải đóng cửa gấp trong mấy ngày để dọn dẹp cũng như là trả lại cái con đường thông thoáng để bà con mình lưu thông lên núi dễ dàng hơn. Và ở video ngày hôm nay thì Hoàng Nam Age đang tiếp tục cuộc hành trình cập nhật những cái tình hình vùng bảy núi suốt mấy ngày qua sau khi lũ quét đã qua đi. Ngày hôm qua chúng ta đã được lên trên núi Cấm để cập nhật cái tình hình sạt lở đá lăn. Thì ngày hôm nay chúng ta đang hướng về ở trước mặt của quý cô chú anh chị là núi dài Vạn Liên ha, được gọi là Ngọa Long Sơn, khu vực suối Ô Tà Sóc. Thì được một nguồn tin của quý khán giả cho Hoàng Nam Age hay là ở suối thì hiện giờ nước, lượng nước thì cũng đã giảm và đặc biệt là đang xuất hiện một con rắn rất là lạ đang trong thời gian sanh sản và ở đó để sanh sản. Thì không biết là cái thông tin và cái tình hình như thế nào thì Nam sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tới đó để mà ghi hình chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ Nam sẽ bắt đầu tiếp tục đi vào trong Ô Tà Sóc, con suối Ô Tà Sóc ở trên núi dày Vạn Liên để cập nhật cái tình hình đó nha, xem rắn đó là rắn gì và nó đẻ như thế nào để ghi hình chia sẻ cho quý cô chú anh chị nha. Đông sư quá. Dạ. Cá này cá gì anh Tùng? Là mình cho ăn thức ăn hay sao hay chú? Cho ăn cá rô phi. Cá rô phi hả? Cá này cá gì anh Tùng? Cá này chính xác là cá gì hả chú? Sấu hòa tiễn. Cá sấu hòa tiễn. Cá sấu hòa tiễn. Có người ta kêu bằng cá sấu không dãy nữa không chú? Ừ. Mình bắt được không chú? Dạ. Bắt thử được không? Con thử được chú. Bữa nay mà rất là may mắn khi mà chú được ở nhà nha. Bữa đó như là chú đi đâu á. Nó khá là to luôn á. Bự lắm á. Ôi trời ơi. Ê nó mạnh lắm á anh Tùng. Lắm á. Mạnh lắm. À chú dở lên nè. Đó nó. Đó. Chị ơi. Trời ơi. Nhìn nãy đã ghê không? Nó hiền không chú? Tao bắt giết quen rồi nó vậy. Dạ. Trời ơi mình vô là không có được đâu, nó cắn đó. Cái mỏ nó nhìn thấy ghê không nè, chú dở lên nè coi mỏ nó nè. Con nào bự nhất chú, bắt con nào bự nhất coi. Đây là chú bắt lên cho anh em mình coi luôn nha. Nhìn đã lắm. Cá này giờ hình như là hiếm lắm đó chú. Ở miền Tây mình như là không có ai nuôi luôn á. Chú là độc quyền luôn á. Cá sấu quả tiễn hả? Cá sấu quả tiễn. Ôi. Nó mạnh lắm. Chú cố gắng bắt lên mà không biết được không nè. Chú cưng như là thịt vàng của chú vậy. Đó. Không được chú. Cố gắng bắt lên à. Còn nhỏ bắt được luôn. Nhỏ như dễ hơn chú. Đẹp luôn ta ơi, con khá lạ ghê luôn á. Cái này là mình nuôi được mấy năm hả chú? 10 năm rồi nè. 10 năm mà được nhiêu á? 10 năm mà bà lớn đó. 10 năm mà có bị lớn nữa hả? Trời là nó tối đa là bà lớn hả chú? Trời cá này nó 7-8kg lận. 70-80kg hả? Dạ. Chắc có lẽ là mình nuôi trong bồn nó sự phát triển nó chậm hơn hả chú? Một tuần ta mới cho ăn lại. Còn người ta cho ăn chắc người ta cho ăn như ta thả cái hầm lớn lớn nha chứ cho ăn đều ha. Dạ thì nó mau lớn hơn. Mình thì kìa nó mới ngồi lên chú ngớp
Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Nam AG thấy được cái loại cá sấu quả tiễn này luôn á quý cô chú anh chị. Nhìn nó không có thấy ghê mà nhìn nó dễ cưng á. Dễ cưng hả? Ừ, nhìn nó dễ cưng lắm. Đâu đưa tay chứ mấy người. Thôi lạ lạ không dám đâu. Nhưng trời mà nhìn dễ cưng thiệt. Quý cô chú anh chị nhìn nước đục quá. Mà anh lặn dữ rồi. Đưa tay dữ nè. Thôi thôi thôi, đừng giỡn, đừng giỡn. Vụ này giỡn không được. Còn hành, còn cái hố này là nuôi cá gì hả chú? Cá bảy màu đấy. Dạ, cá bảy màu đi thi nè. Nấp hết trơn rồi. Nấp hết rồi. Hậu tay thôi, thôi 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 chú. Thôi. Để im im á, hồi là bắt đầu nó trồi lên nữa. Cái này mà kêu bằng độc lạ miền Tây mình luôn nè. Ở đâu mà có nuôi đó, cá này? Nó im im nước. Đó, nó tao ăn cái mỏ đó nè. Thì nó cắn cái camera mất tiêu luôn đó nha. Cá sấu quả tiễn, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hoàng Nam AG mới thấy được con cá sấu này luôn quý cô chú anh chị ơi. Thôi chúng ta tạm chia tay mấy em để đi về hướng núi Dài Vạn Liên cập nhật tình hình trống cho quý cô bác mình cùng xem nha. Bây giờ thì Nam đang trên cái cung đường dắt vào trong suối Ô Tà Sóc, cũng là cái đường đi lên trên núi Dài Vạn Liên để cập nhật cái tình hình suối Ô Tà Sóc hôm nay nước có nhiều không, với lại đi vô để xác thực cái nguồn tin coi có một con rắn lạ đang đẻ ở trong này và không biết là rắn gì, thì để chạy trọng để mà ghi hình chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Có thể nói là suốt mấy ngày nay thì Nam đóng quân luôn ở trên vùng bảy núi này, hôm rày không có về nhà nữa. Khoảng một tuần nay là Nam ở trên này. Con đường đi vô trong Ô Tà Sóc có một cái cung đường rừng trúc hai bên rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Nam nhìn Nam mê luôn. Như một vùng quê rất là yên bình, rất là bình yên. Rắn thì ở vùng bảy núi mình có rất là nhiều loại, nhưng mà không biết là cái loại đang đẻ ở trong Ô Tà Sóc là loại gì nữa. Nè, cái cung đường mà để dắt vào Ô Tà Sóc nè, hai bên rừng trúc khá là đẹp luôn. Cái cung đường này như thơ mộng thiệt chứ. Xa ở phía trước màn hình của quý cô chú anh chị là núi Dài Vạn Liên nha. Có tên chữ là Ngọa Long Sơn, bởi vì nhìn xa thì trông như một con rồng đang nằm. Và cái tên chữ này thì cũng được Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên đặt cho ngọn núi này. Và núi Dài Vạn Liên này thì ngày xưa là theo như quý cô chú anh chị và những người dân lớn tuổi ở xung quanh này, nhất là những người đồng bào Khmer chia sẻ, thì ngày xưa ở đây rất là nhiều rắn lớn nha quý cô chú anh chị. Thì bà con mình thường thấy mấy ông bò xuống núi hoài. Thực sự ở vùng bảy núi mình là có rất là nhiều cái việc mà y như là mang tính chất thần thoại, nhưng mà mình cũng không thể nào mà không tin được quý cô chú anh chị. Tại vì ngày xưa là cái thời đó là núi non thì cũng còn rất là hoang du, người thì rất là thưa thớt, người ta ở rất là thưa thớt, thì xa mới có một cái nhà, là người dân sống thì cũng rất là ít nữa. Thành ra là
núi rừng thì còn rất là hoang sơ. Đó cũng là những cái nơi trú ngụ lý tưởng cho những loài mãnh thú ha, như cọp nè, rắn heo rừng thì khá là nhiều. Tại lúc đó còn là rừng hoang mà, sau này thì bắt đầu mới có bà con vô sinh sống rồi thì từ từ thì mấy ông nó mới mới rút từ từ, có lẽ là về bên rừng nguyên sinh Campuchia. Tại vì ở đây là cũng gần giáp với biên giới của Campuchia, mà ở bên Campuchia thì rừng hoang còn nhiều, còn ở bên mình thì phần lớn là bãi núi khai thác du lịch muốn hết rồi quý cô chú anh chị. Linh láng trên đây luôn hả cô? Lên đây nè. Dạ. Cô Loan là bà ở trong nhà mà kêu quá chạy qua bên đây quá không chạy. Rồi sau chừng 10 phút sau đó ông giật xuống. Dạ. Vậy là cũng mà... linh láng lên trên luôn. Linh láng lên tới nền này nè. Dạ. Thì chút cái giật. Dạ. Nay lượng nước con thấy cũng tạm ổn rồi hả cô ha? Bữa nay mà không mưa nữa có nữa. Dạ. Con thấy sáng giờ chuyển đen thui kìa. Có nữa là sao? Là chảy nước tụt xuống nó đang tỉnh. À, nước dần tỉnh là mấy cái chỗ sạt lở ha, nó tuôn xuống ha. Sạt lở nó tuôn xuống. Dạ. Mà bây giờ nước này chứng cho ngày mưa đó, mưa là tuôn xuống đây. Mưa là dạ. Để mà thấy mà nước đen với nước đỏ với nó đục đó ha, nhiều đó ha, là nguy hiểm đó con. Là mưa lớn. Dạ. Là nó ổng chảy nhiều đó. Rồi chừng nào mà mình mới dọn đồ. Chừng nào mình mới dọn đồ. Cái đó tới cái cột đèn đó đó, tới cái dạ. Cái bảng cắm chèo đó. Dạ, như là nước lên tới khu vực như là trên bảng cắm chèo đó là khoảng 1 mét mấy ha. Hả? 1 mét mấy ha. Ừ, qua tới đó đó. Vừa dạ. Tới mấy dưới. Là tới đó là sao, là giọt hay sao? Ở đây mình đâu có biết đâu, mấy ông ở ngoài ấp với xã đi vô kêu di dời. Dạ. Hồi đó giờ cũng có tình trạng dữ gì nữa. Dạ. Chút chỗ này à. Bữa hổm này khủng khiếp ha. Có bữa 13 tháng 6 đó. Dạ. Đó là 12 gì quên nè. Bữa như là 30-31 tây tháng trước rồi vậy. Cách đây cũng 2 tháng. Tháng 6 âm lịch đó. Dạ. Là cái trận đó là trận di dời đó. Là phải bà con phải dời chỗ khác là bỏ nhà luôn hả cô? Mình cũng đâu có nghĩ là cái gì đâu. Cái kêu mấy ổng cúp điện đi, tại vì cái nhà này nó đứt chân nó chơi rồi sợ sập rồi điện nó rất là nguy hiểm. Dạ. Kêu mấy ổng cúp điện kêu cũng cả 2 tiếng đồng hồ gì đó mấy ổng mới vô tới thấy quá tay mấy ổng di dời. Dạ. Sao cái là trên núi sạt lở. Dạ, là trên núi là sạt lở xuống liền nữa hả cô? Dạ. Do mà giờ cũng sáng gì đó chảnh mới sạc, còn mưa ban đêm nó mà không có sạc mà sáng nó sạc. Nhờ ở chảnh sạc gì ở dưới này mình nghe không cô? Không có nghe gì trơn. Không nghe ha. Im ru luôn ha. Không có nghe. Ở chảnh sạc lắm rồi nước chảy thì nè, mình đâu có nghe đâu. Ở chảnh sạc khủng khiếp vậy mà ở dưới này không nghe ta. Không nghe. Mà bị gì nước nó chảy dữ lắm. Dạ. Nghe nước chảy mà đâu có nghe ai đâu. Dạ. Từ khi mà bữa sạc tới giờ là mình thấy có hiện tượng gì mà lạ nữa không hả gì? Không. Bữa đó tới giờ không có gì lạ hết rồi. Nó dạ. Cũng bình thường vậy nè. Mà mưa là nước tràn hết. Dạ. Mà không gầy, ổng cũng thương, ổng mưa lớn chừng nửa tiếng mà không nghĩ rồi. Dạ. Cô nói mưa chừng 1 tiếng là xong. Xong luôn là chạy nữa đó phải không? Rồi banh hết trơn. Rồi sau vừa mưa đó, đủ nước chảy gì đó rồi là ổng ngưng. Dạ. Vâng, cảm ơn dì nha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Vẫn là cái cung đường quen thuộc quý cô chú anh chị. Cung đường này sẽ dắt chúng ta đi lên tới trên đỉnh núi Dài Vạn Liên. Và hôm nay thì mấy anh em tiếp tục đi lên trên núi Dài Vạn Liên, Ngoại Long Sơn để cập nhật tình hình ở đây có một con rắn đang trong thời gian sanh nở. Khá là rùng rợn ha. Thì xíu nữa Nam sẽ lên tới đó ghi hình chia sẻ quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Quý cô chú anh chị mình xem kênh Hoàng Nam AG, yêu thích kênh, cho Nam một lượt thích, một lượt chia sẻ video, cũng như hãy để lại bình luận những ý kiến của quý cô chú anh chị nha. Đăng ký được không? Rồi những quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Nam AG và làm động lực cho Nam sẽ quay thêm, chia sẻ nhiều hơn nữa nha quý cô chú anh chị. Em tạm dừng máy nha, tại vì em sắp hết thở nổi. Cây ở trên núi thì thường thường những cái loại cây mà ăn trái thì bà con trồng nhiều nhất là xài và chuối. Có lẽ là xài và chuối thì dễ trồng trên vùng đất núi ha. Ở đây trồng rất là nhiều xài.
xài vào chuối. Sau lưng Nam là nguyên một vườn chuối nè. Chuối ở trên này là không phân thuốc luôn, đảm bảo thiên nhiên, ăn rất là ngọt, chuối núi. Chuối và xài là bà con trồng nhiều lắm. Những cây xài ở trên đây toàn là những cây xài cổ thụ không à. Cây nào cây nấy có thể, nếu mà Nam lại Nam ôm là không giáp á, bự lắm. Hôm nay Hoàng Nam sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng với Hoàng Nam làm một chuyến khám phá núi Dài Vạn Liên luôn nha. Sẵn lên để mình tìm hiểu xem cái thông tin về một con rắn đang xuất hiện ở núi Dài Vạn Liên, đang trong cái thời gian là sanh đẻ. Chúng ta lên để cập nhật con rắn đó, rắn gì. Và đây là lần đầu tiên, nếu như mà chuyện đó có thật, lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến rắn đẻ. Bông này anh biết tên bông bông gì không anh Tùng? Không biết nữa, không gần không. Mà thường thường em thấy trên núi rất là nhiều bông này nha. Nhiều lắm. Thường thường trên núi là nhìn thấy rất là nhiều loại bông này nè. Cái cây nó nhìn như cây ngải á. Chắc vậy, tại vì cây nhìn giống cây ngải lắm. Trên núi này thấy nhiều ha. Mấy cái con đường cái bông bự nha, xong ở trong cái bông bự là nó mọc ra những cái bông nhỏ nữa nè. Rất là ngộ nha. Bông bự xong rồi nó mọc lên bông nhỏ. Sau khi nó dài nó có mấy cái hộp này rụng xuống nó lên tiếp tục nữa. Bởi vì nó xanh sôi nhanh, quá nhanh. Quá là nhiều luôn nè. Nhìn chỗ này là lưu cây cho nè. Giống như mấy cái lá gừng á. Lá cũng giống như lá gừng. Đi bây giờ là mình đi là mình phải đi ở cái đường chứng giữa này nè. Đi ở chứng giữa thì nó đóng rong. Còn phía bên này là đóng rong xanh dờn luôn nè. Mình mà đi cặp mé là chợt té liền, rất là nguy hiểm luôn. Giờ là mình phải đi chính quý cô chú anh chị mình phải hết sức để ý cái vấn đề này nha. Mưa nhiều quá. Chợt là nguy hiểm lắm. Mưa nhiều ở đóng rong. Rồi cái mấy nhà đó nó chảy nước ra ta. Cái đó là trong nhà chảy ra hay sao ta? Và một cái điều mà ở video trước Nam có chia sẻ đó, thì những cái tảng đá mà ở bên núi Dày Vạn Liên này nè là nó màu đen, chứ nó không có đá trắng, nó là toàn bộ là đá đen không à. Đó là một cái điểm nổi bật ở núi Dày Vạn Liên ha. Những cái tảng đá rất là to và nó hoàn toàn là đá đen. Ở đây mình thấy có một cái chòi cây. Một cái chòi cây nữa, từ ở trong kẽ đá nó mọc ra nè. Sự sống hết sức là mãnh liệt không. Trong kẽ đá không có đất mà nó mọc ra một cái chòi cây. Rất là tươi xanh luôn, y như là đầy đủ dưỡng chất á. Rất là đặc biệt, sự sống rất là mạnh mẽ. Những cái dấu này là mấy cô cạo cạo bớt ba cái rong. Quý cô chú trên đây người ta lấy đồ người ta cạo bớt bả rong cho nó bớt trơn cho những người đi núi nè. Rồi cô chú anh chị, những cái dấu này là những cái dấu người ta cạo cho bớt rong á, cho bớt trơn. Đây Nam thấy có cục đá đang phong quá nè cô chú anh chị. Có ổ mối dưới nữa kìa. Có ổ mối dưới này nữa. Mà cái điều đặc biệt á, thường thường những cái tảng đá mà phong quá như vậy mà mình gặp như ở bên mà núi Dài Ngũ Hồ Sơn á, là nó sẽ có những cái tinh thể thạch anh. Còn lạ một điều là ở bên núi Dài Vạn Liên á, khi mà mình gặp những cái tảng đá mặc dù nó phong quá rất là nhiều nhưng mà nó không có tinh thể thạch anh nha, nó đen quyền một màu luôn, chứng tỏ là những cái tảng đá mà phong quá ở bên núi Dài Vạn Liên này thì nó chứa sét rất là nhiều. Thường thường khi mà những cái tảng đá phong quá nó có những cái lỗ như vậy là nó có những cái tinh thể thạch anh nè. À
bên này cũng có những cái tinh thể thạch anh nữa. Bản này có những cái tinh thể thạch anh nè, hai anh ơi, anh Ngọc. Anh Ngọc, anh Tùng ơi. Có luôn hả? Có tinh thể thạch anh nè. Nhưng mà nó không có sáng. Bên đây núi dài này cũng có nha. Cũng có nhưng mà nó không sáng. Đá đen hết ta, đá nó đen hì luôn nè. Ừ. Không có giống như bên kia ha, bên kia là đá trắng. Ồ, nó muốn chỗ rồi nè. Ừ. Nó đang hình thành nha, quá trình hình thành. Phong quá. Một cái gành đường gạch nè. Có một lần gạch ngang ha. Ở đây nó y như mình nhìn như hai cái hốc mắt với cái miệng hả ra nè quý cô chú anh chị. Hình tam giác. Cái lỗ mũi mày bị hót vô hả? Phải y gan như là hang mắt với cái hốc miệng. Lạ lắm luôn. Tảng đá này phong quá. Ở đây có viên màu vàng kè đó. Mà lạ một điều là thường mấy cái tảng đá phong quá bên kia là nó nhìn nó sáng nó sủa lắm, mà sao những cái tảng đá bên núi dài Ngọa Long Sơn này là tảng nào tảng đấy nó đen thui, nó đóng gông xanh dờn nè. Cái mặt ở dưới này là nó đóng gông quá chừng luôn nè. Đóng gông đen thui không nhìn ra được tảng đá luôn. Cái lỗ với con dưới này nó chỗ không? Cái hốc. Trồng với lon lăng trồng cây chở nó nhiều đi. Sửa máy à, bảy qua sửa máy tiếp luôn hả? Đó. Gần đấy hả? Xong nó ổng bên chỗ sạt lở kìa ổng kìa. Sửa máy. Máy này lâu quá mới gặp lần Quy. Tại hôm nay dưới Quy mới ngập lục. Sửa gì chú Bảy? Ừ. Máy nó chạy rồi nè. Ngươi tự máy của chồng Di Long hả? Ừ. Máy này chị bơm nước hả? Ừ, tư à. Máy này còn có dứ không à? Thì chú quán chị lo không à? Có, nó có chạy nước xuống mà chắc anh cũng lỡ chút đỉnh. Con còn không nghe nói lạc mấy bay mấy cục đá gì, lăn cục đá gì đó. Giật khí thế mà nó không nổ luôn rồi. Hôm đó này cũng không có lên chảnh. Đây nè, sập cái lăn cục đá nhỏ xuống cái cây bơ. Lọt cái bơ xuống hầm luôn rồi, cái lỗ chụp. Bay cây bơ luôn hả anh? Bay bơ luôn, cái bơ còn nằm dưới lỗ đó. Rồi. Nè, cái này chắc đem gầu rồi. Đấy rồi. Gỡ một ghi ra rồi. Chưa? Rồi. Mình sửa mình để máy đây luôn anh hay là mang lên vô trong đó trên núi? Để đây nè. Đây nè, mà nước lên vậy nước mưa vô. Cơm nước gì chưa? Đi gãy dạ. Quá xuống. Nãy mấy em tưởng xuống cơm ngào nằm dưới trời. Chú Bảy. Mới bẻ đầu gồng rồi. Anh tới. Nửa ký gì? Nửa ký là biết nằm tròn đống lớn nè. Nó có màu gì? Nó là con gì ha? Ở đâu? Bên vàng đầu gồng. Nó nằm trong hang đất luôn hay gì? Hay là nó nằm mình ở ngoài mình thấy? Nằm ở ngoài nó ấp có trứng. Nhiều trứng không? Nằm dưới bụng nó biết mấy trứng nữa. À. Mà không dám lại gần ha. Không dám. Em nghe nói chị Long nói con đó nó độc dữ lắm. Hồi nào? Bên vàng tôi thấy hôm nay mà nó không chịu đi. Thì coi kỹ lại thì nó ấp ba cái trứng nó đâu chịu đi. Thôi để nó yên đi. Nửa ký hơn nửa ký. Là con đó là tên là cắn con gì? Cắn hay gì? Cắn hổ bướm. Con hổ bướm. Là nó có cái màu sắc bướm. Con bướm. Con ghê vậy. Có nghĩa là gắn độc là mình phải giết hả chú Bảy? Giết hết. Thôi mà thôi đi, nói chung là có độc có lành, mình đừng có đụng chạm tới nó cũng được. Ghê kệ quá. Nó, kệ đi. Nghe, con nghe nói là con quận rồi. Tại vì cái môi trường thiên nhiên mà nó phải tự nó phải cân bằng hả chú Bảy? Nó phải cân bằng. Nó có con lành là phải có con độc. Không thấy nó ra đường xe nó quấn thủ không? Nó ra đường xe là gì? Mưa lại nó thủ cái bộ nó. Nó làm sao nó thủ bộ làm sao chú Bảy? Nó phanh tròn lại gì có đầu mình vừa tới là nó cung lên gì là nó mẫu mình đó. Cung lên là nó chuẩn bị là nó tấn công mình đó. Rồi mẹ mới gặp là chết, gặp là chết, tôi gặp là không sống nổi, gặp là phải giết. Là nó cắn mình một cái là mình đi bưng muối liền ha, là đi không kịp luôn ha. Thì đi không kịp thì sưng mình mãi như trái chuối gì đó gì mà mình cứu được không chú Bảy? Đi tới tiệc tới thầy bà người ta cứu được, còn mình không đi thì coi như mình xuống phổ nở. Là thời gian bao lâu, ví dụ mình lỡ chẳng may đó, rồi bao lâu mới thoát đi liền? Chạy liền không để lâu là cái dược tính nó bộc phát là khoảng tầm bao lâu hả chú Bảy?
cỡ chừng nửa tiếng hồ là nó sưng mình nhảy sưng đỏ về lên giống như ông đánh không, nó sưng no lên chứ sưng đâu có cắn cái giò là nó cắn cái giò là chừng nửa tiếng hồ là cái quần là mở ra hết được rồi đó. Yeah. Nó cứng vậy đó. Như vậy nó bự ra luôn ha. Sưng ra vậy đó. Sưng. Yeah. Nếu mà nó sưng như vậy. Nếu mà nó sưng như vậy thì cái cần cổ của mình nó chèn ép với mấy cái dây thần kinh là mình thở không được luôn ha. Không có, nó sưng cái giò không à. Chủ yếu là nó cắn ở đâu nó cũng sưng cái giò hết. Không, nó cắn chỗ nào sưng vô đó. À, cắn chỗ nào sưng vô đó. Nghe thấy ớn mà người này. Nó cắn cái tay thì cái tay là cởi áo ra là mặc quần tà lỏn nè. Cứng ngắc. Mặc quần dài mà săn nè, đó. Nè, hồi điểm lắm nha. Rồi đó. Còn mà quần dài đó là chừng nửa tiếng hồ lại sưng cái ví dụ như mình lỡ mà mình đi rừng mà mình mặc quần dài mà nó cắn vô cái quần mình có chỗ luôn không anh? Chỗ. Chỗ luôn hả? Ghê vậy. Quần dài là chỗ chứ. Cái gân nó bén lắm mà. Quá bao nhiêu nè mang ủng mới được. Dạ. Ủng. Bởi đi mang ủng không à. Dạ, nó đang nằm ngay trên chỗ sạt lở luôn. Dưới chút ha. Vậy là cũng gần chỗ sạt lở. Thôi đợi anh với chú Bảy sửa xong đi rồi chút xíu mấy anh em mình. Thôi tao mày đi thôi, đi ông Bảy đi là qua. Ông giết chết hả? Ông đập đó đó. Thôi đi chú Bảy ơi, mày hai chú Bảy đi chú Bảy ơi. Chọn đây đi. Dạ. Có nghĩ mệt gì không? Nghĩ mệt chú đây. Không khỏi. Ở đâu? Vậy đây mở cái bơm đi ông Bảy. Nghĩ mệt đây đấy. Mấy em nghĩ mệt chút. Vậy là xong rồi đó. Mai kiểm tra. Thôi kệ đi, mình căng bằng sinh thái đi hai chú Bảy. Mình đứng ca mình dòm thấy nó cách xa không hả chú? Gần ha. Lại gần cũng được nữa mà, nhưng mà nó mình chuyển động nó thôi à. Lại gần được không? Được. Coi sao con thấy nguy hiểm lắm á nha. Có gì đâu. Lại gần nó bình thường. Nó không có rượt gì sao? Không. Ờ. Nó nằm tròn, nó đưa cái đầu nó đưa đầu nó mổ lên vậy là nó nằm chờ nó có khè có gì không chú? Không, khi mà nó đau á thì nó sẽ có thể là nó cắn lại mình, còn mà nếu mình không động được nó không thì động nó thôi nó không nghĩ chắc cũng cắn mình đâu đúng không anh? Quy có đây không vậy? Theo nó đi sau lưng kìa, ở dưới đi Quy, đừng chọn đi, nó đi theo là có nghĩa là mình không động tới nó cũng làm gì mình ha. Đúng rồi, đừng cho Quy đi theo là nó đập á. Quy ở dưới đi, Quy nó đi theo kìa. Đi qua bên đây hả? Ở đó đó. Thôi đi Quy, tha nó đi Quy. Quy đi theo là giết thiệt đó. Nó thấy lòi rồi đọc nó giết. Nó nói là đứng theo nha. Tại vì con ở trên núi người ta rất là sợ. Nếu mà để nó sinh sống á thì gặp cũng chó. Rất là nguy hiểm. Tại vì khi mình đi gãy gì đó, mình lỡ mà mình ra chạm và đạp nó thì nó chết, tất nhiên là nó đau thì nó sẽ tấn công lại mình rồi. Đúng rồi, cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà mình không làm gì nó là thôi. Dạ. Nếu mình không động chạm thì nó chung là loài nào cũng vậy hết, nó cũng là nó bảo vệ thôi, nó phản xạ tự nhiên của nó. Cái này mình cũng chỉ sợ thôi. Sợ mà lỡ mà mình đi mình đụng nó sẽ nguy hiểm. Giờ thì mình đứng xa xa mình quay hay sao? Giờ thì chồng của cô Lon. Để chưa nói em, nếu em thủ nghe. Sẽ dắt mình lại. Tới chưa? Đây đâu gần không biết ở đâu ở chỗ nào chỉ coi cho bằng trên phải không? Thôi đây. Thà Nam ơi, Nam từ từ Nam. Đấy, Nam đâu tôi cũng tin tao đâu có sách xanh đâu. Trong cỏ hả? Không có sao, đứng gần cũng không sao, tại vì ở đâu chú? Mình đóng đó, nằm đóng đó. Thấy chưa? Nó đóng đó. Thấy chưa? Nó đây nè, nằm một đống ngay đây nè. Đó, con thấy rồi, con thấy rồi. Lại gần nó cũng không sao nữa. Đây. Lại gần nó cũng không sao nữa, đừng động nó thôi à. Mình thấy không? Mình đây hút cỏ quá trời ơi. Đang nằm một phanh nè, nó ấp trứng nè quý cô chú anh chị. Quay rồi nè. Không phải quay đi vô không có thấy gì chứ, bị ao nét. Nhìn rất là ớn luôn á, cái đầu đưa lên nè. Chá nắng quá chừng luôn nên thấy cũng không rõ không nữa. Zoom đây nè. Vậy lấy tờ chuối che ở trên đó. Được không? Đang nằm ấp trứng nè, đây là hổ bướm nha quý cô chú anh chị. Nó sao thấy hỏi rõ rồi. Chồng cô Lon nói là đây là hổ bướm, nó nằm phanh mà lấy cái máy một vòng tròn luôn nè. Nếu như mà ở ngoài thì nó có thể là nó lớn cỡ hai ngón tay. Cái chống chống cái cổ mới quay rõ được. Tối đa chưa? Hay nó còn to nữa? Còn to nữa. Nó to tối đa thì cỡ bao nhiêu? Bắp tay. Cỡ bắp tay hả? Ừ. Vậy là nó bự tối đa nó bằng cái bắp tay của mình hả? Sao em nhìn thấy giống giống như cái da của con trăn ha. Giống như lắm luôn, giống trăn trăn luôn á. Rất là ớn luôn nè quý cô chú anh chị. Cái đầu nó tam giác luôn á. Nằm phanh luôn nè. Nhìn cái da như là da trăng á, cái đầu tam giác.
cái đầu tam giác nè. Nếu mình nhìn ở ngoài là nó tầm khoảng kích cỡ nó hai ngón tay, nhìn dễ thấy hơn khoảng hai ngón tay, nhìn rất là lớn luôn. Bây giờ thấy cái bè tàu chuối trên là nó không chỗ nắng để tao bẻ không gì được rồi đừng động nữa. Nó lòi ra đó thôi đừng động cái điện thoại của ngay lòi ra bự rồi đó. Nào, điện thoại dễ thấy hơn ta, điện thoại nó gần hơn. Rất là to luôn quý cô chú anh chị ơi. Giờ mình lấy cái máy zoom, mình zoom cái nữa. Đang nằm ấp trứng nha. Trong giai đoạn ấp trứng thì nhưng mà đặc biệt sau cái loại này nó thường thường là nó mô với Phật. Thôi cái gì vậy? Thôi nó chạy ra nghe. Đừng có nó. Động nó quá nó chạy ra đó. Nó bị ao nét điện thoại mình còn. Nó ôm con nó quý cô chú anh chị ơi. Rõ luôn điện thoại nó rõ. Thấy chưa? Được chưa? Mới nhúc nhích kìa. Nào đã đi. Đã đi rồi ra. Ra tới khác hai tao giúp. Mới nhúc nhích kìa. Chưa? Vậy mắt chưa? Được rồi. Quá chừng nó bự rồi quý cô chú anh chị ơi. Nhìn giống như là một cái con bướm á. Cái da. Da giống như con bướm. Nằm phanh một phanh tròn luôn. Và đặc biệt là trong giai đoạn ấp trứng thì nó nằm im ru luôn á. Mình đưa cái máy sát bên nó luôn mà nó cũng không phản ứng luôn nè quý cô chú anh chị. Là bao lâu nó mới ấp xong? Chừng nào nở ra con nó nở ra nó bê đi mà không biết chừng nào nó mới nở. Là nửa tháng không? Tại vì mới thấy lần đầu tiên á. Dạ. Thấy hôm nay cũng mấy ngày. Hôm nay cũng cả chục ngày rồi đó. Là tình cờ mình thấy hay lần sau á. Tao đi bẻ rậu rồng nè. Dạ. Tao bẻ rậu rồng tao nói sao mà cái bụi cỏ này sao mà mặn nó còn sót. Đây là em quay em zoom cận hết lốc luôn nè quý cô chú anh chị, cái đầu nó tam giác nè. Quá chừng bự luôn rồi. Vậy là cái thông tin mà xuất hiện con rắn đang trong giai đoạn sanh đẻ ở núi Dài Vạn Liên là có nè quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi. Lấy điện thoại mình quay lại nè, nhìn thấy rõ hơn dữ dằn luôn nè. Không lấy được đâu, nghĩ đi. Không có được chứ trời. Điện thoại nó mới rõ được. Bự lắm luôn quý cô chú anh chị ơi. Rất là nhiều màu lấy được hả? Cái điện thoại được. Máy zoom là bỏ tay đó quý. Nó bị nó có những mấy cái những cái sọc sọc hình như là trên sống lưng như tam giác á, sọc đen rồi cái viền trắng, sọc đen viền trắng rồi vàng vàng. Nó y gan như cái màu mà lá nhà mình á cô chú anh chị. Y như cái lá lập nhà và đặc biệt là cái đầu tam giác và những cái viền trắng trắng ở xung quanh cái mỏ nè. Rất là ớn luôn. Nằm phanh một phanh đây nè. Trong bụi cỏ. Cũng may mắn là chồng cô Loan thì lúc mà dọn cỏ dọn xung quanh thì tới đây cái đầu chú quên dọn thì chú lại thì chú thấy nó nằm đây. Chứ nếu như mà lỡ mà chú đạp lên thì không biết sao, nguy hiểm lắm luôn á. Cũng ông bà độ á. Nó nằm mà nó ngóc cái đầu lên coi kìa. Mỗi dân mình sót cái bụi đó. Vậy là cũng may mắn ha. Sao em thấy ở bên cây xài đó có một cái hang dữ lắm luôn kìa anh. Hang đó hang. Không lẽ hang nói sao? Có cái con chim gột kiến á. Chim gột kiến hả? Nó có cái mỏ ở trên, nó có cái sừng. Rồi, dạ. Có nó có con chim trong trọng không? Nó đi ăn hay gì không thấy nó đi. Dạ. Em nhìn thấy ghê lắm nè. Bên đây nè có một cái hang dữ dằn luôn. Hang của con chim gột kiến á. Nhìn ghê không? Vậy là như cái bữa mà chú thấy nó sót đó, chú lại chú có lỡ đạp nó không? Có đạp chúng nó không? Con đó hả? Dạ. Không, tại vì cũng ông bà chỉ tao mà tao vạch ngang tao gặp nằm một đống. Mới vừa vạch ra là gặp nằm một đống rồi. Nhưng mà tao mừng có mấy lần rồi đó nghe, tao vòng mà sao sót mà nó mà có cuộc sót mình nên đó. Nó ngộ của ta. Giống như cái điềm ha. Cũng im ru ha, nó làm mình chứ nha. Rốt cuộc lại tao nói bụi này sao mà sót trời, tao lại tao coi gặp nằm đóng tới nay tao bỏ tung tới nay. Cũng ông bà độ đó chứ đi lỡ khơi khơi mà đạp đang vẹt đó. Đạp nó là nguy hiểm lắm. Sợ ý quơ cái tay với mằng đó. Dạ. Này cũng ông bà độ đó. Cũng hên nha. Người ta thấy vậy, tao đâu có giết nó đâu. Dạ. Người ta tha luôn, tao bỏ tung tới nay. Dạ thôi tha luôn chú ơi, cho nó sống ở núi rừng đi. Nhiêu chú? 15.000. 15.000 hả? Vậy chứ đem xuống dưới núi là mấy chục ngàn ký được đó. Tùy theo chỗ, có chỗ nó bán 40-50. Ừ. Chỗ nó bán 20-30 vậy đó. Con cũng khoái ăn đậu gồng lắm mà mỗi lần ra chợ mua mấy chục ngàn ký không á. Ở đây chú cũng có duyên với mấy loài động vật quá ha. Đây có cái ổ chim gõ kiến nữa kìa. Nhìn nó tròn quay à. Mà công nhận phải nói mấy con chim này nó
nó hay thiệt hả chú, cái cây xài cứng gì mà nó bữa rồi kìa. Nó bữa nó mơ phát sao mà tròn do. Tròn quay luôn. Đi xuống một cái hốc đi xuống. Có khi nào nó đang ấp mà nó yếu không ta? Nè. Quá hay. Nó không đi ăn được, nó không đi ăn mẹ. Nó yếu quá chứ là khi bình thường. Cái này là... Ồ, quy leo dừa quá hay rồi quy ơi. Công nhận thiệt chứ. Người này đập đó đi đó, quay sạt lở uống ngọt dữ lắm là vừa sim phải không? Vừa sim. Nhớ tha cái cổ gắn nha Quy. Tha nó đi. Chỗ nào đâu tha. Ông ấy ông giả bộ đó. Nó chơi với tha nó đi. Tha nó đi ngang. Để ngừng trái được rồi. À, đập nó là ngừng trái hả? Ngừng trái được rồi. Nhớ ông Tùng mà đó ông uống gần 3 trái đó. Đúng rồi, được đó, uống mình nên ông uống 3 trái. Quá trời nó ngọt rồi, ngon quá ngon. Ngon dữ lắm luôn, cũng cây dừa này nè. Dừa nó ngon lắm. Tới 5 người luôn đó. Dạ. 5 người bẻ ít ít thôi, có trên nó có nhiều bẻ hết. Còn 2 trái nữa. Nổi không nha. Ở trên cây dừa có bao nhiêu là bẻ hết đi. Anh muốn rụng rúng rồi kìa. Trời, gán được mà. Nổi không nghe, 5 trái. Nguy hay quá ta. Này, hai anh này heo lên bẻ là được mấy trái nè, hai này nè. Mấy trái là mẹ được mấy trái? Trái rồi đó. Thôi tôi uống được. Uống được. Ba anh em mình trèo lên tới nửa cây này gớt xuống rồi đó. Trong thời gian chờ đợi bẻ dừa. Né né Quy, tao đi đường dưới nè Quy. Quy hay quá Quy ơi. Rồi đủ chưa? Đủ rồi, ăn trái rồi đó. Đủ rồi Quy ơi. Nó cái bờ tao đó nó lọt xuống hầm rồi đó. Có cục đá. Cục đá nó lặn là... Tại cái bờ đó là mới sạt lở đó. Mới sạt lở đó. Đây. Nó nằm ở đó luôn hay là trên kia nó tuôn xuống? Nằm ở đó đó. Chỗ này có cái cục đá. Cái cục đá nó sụp cục đá bự bự nó nằm nó lọt xuống đó nó mới sụp. Nó sụp xuống nữa rồi nè. Ừ. Nè nó sụp này nè. Ờ cái đó mới sụp đó. Cái này mới sụp rồi. Ở trên có, quạt quá. Ở trên có bự tập xuống rồi. Em nhìn thấy giống như là cái con gì mà nó bò ha anh. Ừ. Lăn lự luôn. Ừ, con nó bò qua luôn á. Cưng leo hay thiệt chứ đưa cho anh là anh thua rồi đó. Không biết leo. Đó cái cục chồng. Có cách nào mình trồng lại không hả? Không, không. Rồi ở đây nó còn nguyên gốc mình chôn lại không được hả? Chôn đâu sao mà. Đây sạt lở. Nó còn nguyên gốc bộ rễ mà. Vụ mình dựng nó lên thì mình lấy cái này cây á mình niền nó lại mình đắp lại được không? 4-5 thằng nó uống năm người đâu chưa lên nữa. Cái này là nguyên cái tảng đá nó rớt xuống rồi làm ngã cây bơ luôn hả chú? Trời nó cục đá tròn tròn nó rớt dưới đó. Mới rớt cục nữa đó. Đi lên quý đó nó sụp đất xuống kìa, bự không kìa. Đó cục đá nó sụp xuống á, được cái bơ sụp theo đất đó. Ở đây sụp nào quý của chú anh chị. Vết mới. Nó sụp đất mới. Cục đá nó lọt ra sụp xuống đó. Ừ, đó nó sụp xuống rồi cái bơ sụp xuống theo luôn á. Đi qua đây là cao hơn đầu của anh Tùng. Ôi rồi nó ăn cái coi mà tao ơi. Giờ mình nhìn xuống coi. Cái chỗ mới sạt lở luôn kìa. Nó bự cái gì nó nói vậy. Cái này cho mày nè. Giờ nó lắc lư luôn như con bự luôn chứ. Như con bự hả? Ờ. Con tưởng mà không thấy nghe vậy thò ra vậy. Ừ. Đây. Này đây là cây bơ. Vậy nó cũng còn bám gốc dưới đây rồi. Giờ mình dựng nó lên mình lấy cây mình niệm nó lại được không? Không luôn. Dễ vậy sống. Cây bơ để mình trồng được tới ba lớn nó bao lâu chú? Mà nó chưa chết mà. Nó bơ lớn rồi, chuẩn bị có trái rồi đó. Là trồng mấy năm rồi? 3 năm rồi đó. 3 năm rồi. Công kỹ 3 năm mà bây giờ đá nó rớt xuống rồi ngã cây bơ của chú luôn rồi. 3 năm trồng chuẩn bị có trái thì đá nó rớt xuống ngã cây bơ luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Giống như con gì bơ nè. Wow chú nè. Cái tảng đá đó nó rớt xuống làm ngã cây bơ. Muốn chóc gốc cây bơ luôn. Họ lấy đá làm gì, lấy đất làm gì vậy? Thử cái lòng đất của đất vườn của tao nó làm sao? Nó bời gợi như nè. Đá này mới rớt. Nó không có nhựa hả chú hả? Quy. Nó không có nhựa như đất mình sao? Bụi mà, dừng dơ ha. Thì... Đó, sập xuống nha. Trời sao, ủa sao nó... Nó không có nhựa luôn người ta? Ừ, nó bời gợi như nè. Ngộ tuyệt ngộ kìa. Nó không có một miếng nhựa nào hết, nó không giống đất mình ha. Ừ. Mô Phật à. Chiếu rồi hả? Tôn xuống kìa. Cho nó xuống mình đi, xem nó để mèo của người này. Thả nó xuống mình xuống luôn, đừng cho nó mèo, cái nào mèo mèo chứ tôi. Ừ. Mèo thì cho nó xuống bằng luôn đi, cái con bé cục đá, nó nguy hiểm. Rồi bởi nó cũng cực xuống rồi. Nó cục đá nó quy. Ừ, vừa rồi nó tự đây mà mình cũng tới đây. Nó năng nguy hiểm lắm. Cái nào nó mèo thì mình cho nó. Là cái chỗ này là nó sạc xuống đó hả? Lũ ở trên nó đùa xuống mà nó phết vậy đó. Dạ.
rồi ở đây là lùa đi xuống tới dưới cái quán dưới luôn ta. Ở đây là cái đầu nguồn, đầu nguồn là anh đi đi xuống tới quán dưới luôn, đi đi xa vậy. Công nhận thiệt. Giờ thì mấy anh em mình sẽ đi xuống dưới trại của chú Bảy để thưởng thức nước dừa xiêm núi nha. Đậu gồng trồng trên núi á, còn non, khi mà mình vừa bẻ từ vườn xuống ăn khá là ngọt luôn á quý cô chú anh chị, ngọt ngay luôn. Câu tiên, ở núi dài cũng uống dừa xiêm, bây giờ clip cũng gần gần như... Mấy anh em mình nhờ em Quy thu hoạch được 2, 4, 5 trái dừa xiêm núi nè. Rồi bây giờ Quy sẽ chỗ tài chặt dừa nha. Đó. Đi mở tôi gã mày cho em gái bên Mỹ. Quy chặt quá hay, nhát nào ra nhát nấy Quy. Quá im. Đó. Không biết chặt dừa là có ghê được đó Quy. Quay luôn. Quay. Đây. Ừ, mà bành bành cái miệng đi anh, không tại à Quy. Bành bành cái miệng. Bành cái miệng. Bành bành cái miệng. Ủa, ngon này chơi là khỏi thốt. Ừ, cái này như là nó dán cháo này, nhìn ngon quá ta. Ngon quá, ngon. Vừa non luôn, uống mát dữ dằn luôn á. Thôi, đề nghị mấy anh em không quay tôi, hôm nay chưa cầu râu. Mát dữ dằn. Đây, quay cho vừa đi được rồi. Thấy chưa? Mát quá mát. Đi gờ thôi nha. Bữa học hôm nay chưa cầu râu. Dạ, cô chú anh chị. Trái cùi đó cho ông Tùng đây. Rất là ngọt luôn. Quá mát. Mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức dừa xiêm núi ơi, dài. Thèm Quy ơi, chị quá trỗi rồi. Khi nước rồi. Quá hấp. Hấp quá hấp. Trái này tuy nhỏ. Nhìn nó nè. Nhìn nó mát. Ui xịt nước luôn rồi. Ngọt không anh Tùng? Ngọt không anh Tùng? Quá, quá mát luôn rồi. Ho luôn kìa. Cái dừa chặt hết được rồi. Nhiệt tình với tại uống nhiệt tình với à. Quá mát luôn rồi. Ông lại muốn gì đổ ông lum la luôn trời. Quan phí vậy trời, nó tét à. Nè, Quy chặt sao mà nó tét ra luôn à. Uống quá nhiệt tình quá. Không biết đâu luôn à. Nam kìa. Uống nhiệt tình dữ à. Quá mát rồi. Sặc luôn. Đang khát nước mà. Qua anh ghế ngồi cho sáng nè. Rồi, cảm ơn em Quy nha. Trời ơi, Quy quá dễ thương. Rồi mời quý cô chú anh chị và các bạn mình món dịch sâu gần. Thưởng thức dừa xiêm núi nha. Dịch sâu gần. Và video này tới đây Nam cũng xin phép được tạm dừng video nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh Hoàng Nam AG đã luôn ủng hộ suốt thời gian qua. Chúc cho quý khán giả và cô chú anh chị có một ngày thật là thành công, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hẹn gặp mọi người ở video sau của Nam nha. Thân mến kính chào.